Sống lời Chúa. Thứ sáu, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu, chương 11, câu 25 đến 30. Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Hôm nay Giáo hội mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân nhân không mà chúng ta nhận được qua mặc khải của Chúa Giêsu. Thiên Chúa là tình yêu. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ về mặc khải của Chúa Giêsu cho các môn đệ là Chúa Cha. Ngài cất tiếng tạ ơn Chúa Cha đã mặc khải cho những người bé mọn về mầu nhiệm nước trời. Chúng ta vui mừng vì điều đó. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tình yêu nhân không mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã kêu mời chúng ta đến với Ngài để được biết Chúa Cha, đến với Ngài để được nghỉ ngơi an bình bởi những nặng nề của cuộc sống. Ngài mời gọi chúng ta học nơi Ngài về sự hiền lành và khiêm nhường để được nên bé mọn và trở nên phúc lành của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta cảm nếm sự ngọt ngào từ tình yêu Thiên Chúa và biết sống đơn sơ, hiền lành và khiêm nhường, để mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin uống lòng con nên giống Chúa luôn. Amen.